Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Nẻo Đường Mưu Sinh. Nẻo nẻo đường vô sinh. Thì hôm nay là nẻo đường vô sinh của chúng tôi. Hiếu, Cô Te và Xuân Hòa đang ở Đồng Tháp nha mọi người ơi. Thì hai anh em xuống đây là để đi thu âm nhạc. Cái Hòa chuẩn bị ra một clip mới cùng một bé gái nữa. Cái đấy là cũng là sản phẩm âm nhạc mà họ mời Hòa xuống đây hát cùng. Đâu gà đâu? Kìa. Ôi giời. Đây này. Ôi giời ơi. Đấy, mọi người xem con gà này. Con gà này là gà siêu nhân. Đấy là cà phê ca hay cà phê ly hả cô? À, cái ca. Ờ, cái ca này của con. Hòa nó cái ly bự. Đấy, hôm nay xuống đây là có 3 người nha mọi người. Đấy. Lâu lắm rồi nhá. Một năm rồi hôm nay mình xuống miền Tây. Ngoài như thời kỳ này mình đang ở Trà Vinh. Không, năm ngoái giờ này ở Đà Nẵng rồi. Năm ngoái giờ này là mấy anh em ở Đà Nẵng rồi chứ. Hình như em còn vào Trà Vinh đợt nữa mà. Ờ à, đúng rồi, Trà vào sinh nhật chị Ba đây. Sinh nhật chị Ba. Ôi, con cảm ơn cô. Ôi giời ơi. Đây đây, cô con cầm được. Cô nghĩ con yếu à? Con hơi bị khỏe đấy. Đây, con đấy ngoài này. Đấy, đúng rồi, con cảm ơn. Mời mọi người uống nước dừa nhá. Còn cái khuôn này nó đang nặng lỏ, nó đang ngò cả ấy. Này, chơi cuộc thi mà uống nước dừa một hơi đi xem uống được bao nhiêu đâu. Thôi, tại này chơi. À, muốn làm mình làm vlog kiểu đấy đi. Đang làm đây, đang quay đây. Hòa là chơi không? Không. Không chơi thì thôi. Hòa là yếu sinh lý lắm, mới được 3 đứa con này. À, em xin lý vợ nó bỏ rồi, cô nào muốn thì qua đây nhá. Cô nào chồng bỏ chồng chê lại hôn em cái chồng bên ra. Cô nào thiếu nữ đàn bà lại em cái thì lại là đàn ông nhá. Thế còn vụ gì không? Mọi người thấy cảnh miền Tây thế nào? Quay cảnh miền Tây cho mọi người xem nhé. Đây là mấy là cao lãnh thôi, chứ chưa về mấy miền quê quê. Ở đây là Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Phải không nhỉ? Phải Cao Lãnh, Đồng thành Tháp phố không? Cao Lãnh. À, thành phố Cao Lãnh. Tỉnh Đồng Tháp. Đúng rồi. À, hóa ra là thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đấy, cà phê võng. Chủ về đây đi, nay đi xe về ngồi đây 5 tiếng đồng hồ ngồi giờ. Ngồi đây hơi bị đã đấy. Thầy Hòa chào mọi người đi, kết thúc clip đây. Chào các cháu nha, chào các bạn nha. Vâng, chào các bạn nha. Goodbye.